Em chào cả nhà nhá. Bây giờ đang là 8 giờ. Ở chỗ điểm anh Năng này vẫn hàng rất nhiều. Hàng cân chưa vào được. Tầm này cũng hơi vắng nhưng mà họ lấy hàng đẹp nhá. Hàng đẹp thiếu nhưng mà giá vẫn như hôm qua đây. Giá vẫn như hôm qua nhá cả nhà nhá. Xem hỏi những cái thanh hạ đẹp xem bao nhiêu. Anh ơi, của anh bao nhiêu? 25.000. Đấy, quả khá đẹp nhá, chắc là tầm 22. Đấy, điểm ở dưới kia chắc là không có hàng mấy đâu. Có mỗi chỗ này là còn đông này. Điểm này là đang lấy vải, có phần nó giá cả thì chắc là không bằng hôm qua cả nhà nhá, không bằng hôm qua đâu, giá hôm nay không bằng hôm qua. Của anh bán bao nhiêu? 5, đẹp là quay thôi. Em mới bán ở đây xong đây. Đây. 22 cả nhà nhá. Là khá là đẹp. Ờ, trong muối không cân à? Cân bán mẹ ở trong đây. Đấy rồi. Đây đường khá là vắng nha cả nhà nhá, không có vải đẹp mấy. Toàn vải xấu nhiều. Đấy, chắc phải quả ngắn gai gần như vải ghép. Đẹp chắc cũng 24 quay đầu, không bằng hôm qua cả nhà. Dê vào đi, lánh dê vào đi. Hôm qua được giá hơn, hôm nay tụt đi mấy lẻ nhá cả nhà nhá, tụt đi mấy lẻ. Của anh hai mấy?
Thì theo nhiều anh em ấy, đi bán vải đẹp ấy, nhiều anh em không báo giá đâu, nhưng mà em đoán những cái sọt này nó chỉ rơi 2-3 quay đầu cả nhà nhá. Em thì em ở đây em mới bán xong, em mới bán xong. Thì những cái điểm cân ở đây hôm nay là giá nó tụt xuống một vài giá nhá cả nhà nhá. Đấy. Không rảnh mà không đẹp. Hôm nay nó tụt xuống một vài giá. Đây này, nó phải như này này. Đấy, nhiều anh em hỏi giá họ cũng không muốn báo giá đâu. Đây họ cũng lơ đi thôi. Nhưng mà ở cửa cân này giá dao động nó khoảng rơi vào đẹp lắm thì 2-3 quay đầu. 23 quay đầu, 18 à, 16 đổ lên. 23 quay đầu, 16 đổ lên. Đấy giá. Giá hôm nay nó có tụt xuống nha cả nhà nhá. Nếu mà hôm mai sớm mà không được giá, cả nhà cứ đi trưa trưa vào, kiểu gì thiếu hàng. Cái kia là nó xác định là nó lấy rồi, nó phải ghi thế không? Không có chữ, không có chữ đâu. Cái đấy là họ lấy rồi. Cái này phải ngọt chứ nhỉ? Phải ngọt phải không? Bao nhiêu đây? 13 xong 100. Đẹp, hôm nay không ăn thua đâu. Em đang đứng ở chỗ ngã ba Đồng Cốc nha cả nhà nhá. 8 giờ. Đi sang xem chỗ hàng tầm trung đó, xem giá như thế nào. Đây vải tầm này cũng vãn rồi. Đường vắng nhưng mà giá vải không lên cả nhà. Đây là vải Thanh Hà nhé cả nhà. Đấy, vải Thanh Hà nhà em đây. Vải Thanh Hà hôm nay có phần đi xuống nhé cả nhà nhé. Quả rất to. Quả rất to nhé cả nhà nhé, không phải quả bé đâu. Rất to. Mã nó vẫn ổn nhé cả nhà, nói chung là mã vẫn ổn. Đấy. Nhưng mà hôm nay đi bán ấy có phần đi xuống cả nhà nhá. Giá nó không được như hôm qua rồi. Hôm nay có phần đi xuống nhá cả nhà nhá. Thì em có đi quay ấy thì người ta cũng không bảo giá chính xác đâu. Giá có phần đi xuống. Đấy, ở những cái cửa cân ấy. Em đi hỏi đấy thì người ta cũng không bảo giá. Đấy cả ở nhà không biết tại sao đấy, cái giá cả đấy họ đi bán đấy, mình đi hỏi thì họ cũng không thích nói đâu, bởi vì nói ra nó lộ cái giá ấy. Xong là mình nhiều người đấy ồ ạt xuống những cái cửa cân đấy là họ đủ hàng, bắt đầu là họ bán khó ở nhà nhá.
Đấy, như cái những cái cửa cân đấy, hôm nay em đi xuống em vào xem ấy thì nó lại có cái bài như thế này cơ. Ví dụ vào các bác vào giá 23 đi, họ sẽ đánh tụt hai giá nhá. Giá đang 23 vào họ chỉ cần xem một cái là họ bảo là xấu, hôm nay hàng xấu hơn. Cái này là giá đang 23 nhưng mà họ giảm xuống sẽ là 21 thôi. Đấy, họ sẽ đánh xuống hai giá. Đấy. Bởi vì cái hàng ấy, cái lượng hàng ấy họ ra nhiều là họ làm như vậy. Xong là bác nào mà đánh đang ở giá 20, đang bán 20, xong là họ sẽ ghi là 18. Đấy, các bác phải hiểu đấy. Ví dụ đang vào bán 18 ấy thì họ sẽ tụt xuống 16. Đấy. Đã đi vào đấy rồi không thì không có đường ra, cả nhà phải xem những cái cửa cân đấy. Họ một đống hàng xếp hàng ở, ví dụ mình vào bán ấy, lúc nào cũng phải ở trước mặt này 7-8 sọt đấy. Các bác đã chui vào sọt đây rồi thì đã hạ xuống rồi thì lên rất khó đấy. Xong là ở đằng sau còn rất nhiều hàng, mình có khiêng đi ra ấy, đi bán ấy, thì mấy cửa cân họ là họ đã sẵn sàng là giá cả nó chỉ như vậy thôi. Đấy, họ đánh giá nó như vậy thì là mình đi mình đi hỏi ấy thì là họ sẽ không báo giá cho mình. Nhưng mà cái giá mình đi vào xem sổ ấy thì là mình biết ngay. Đấy, cái giá cả nó vẫn như vậy thôi. Xem sổ nó vẫn như vậy nhưng mà nó có biến động là ở cái chỗ mà xem ấy thì là họ sẽ đánh cái kiểu như là em vừa nãy mới nói đấy, em cũng không muốn nói lại đâu. Cái đấy là nó đi gặp cái tình trạng mà hoàn cảnh bán cái loại như thế là rất chán nha cả nhà nha. Hôm nay sẽ có khá nhiều bác bị chứ không phải là ít đâu. Đấy. Hỏi ấy thì người ta không bảo giá là chuẩn rồi. Đấy cả nhà nhá. Đấy, cái giá nó không chính xác đâu. Đấy. Em hỏi mấy ông, khá nhiều ông ấy người ta cũng không bảo đâu. Nhưng mà mình đi bán ấy thì là mình biết. Đấy. Giá cả là mấy ông cho lên mạng thế này thế kia, làm cho mình đi bán là khó thế này thế kia đấy, mấy ông nó nói đấy, rất khó nha cả nhà nha. Đấy, em cũng cái giá cả thì nó chỉ dao động như vậy thôi nhưng mà nó thấp hơn hôm qua nhá, giá thấp hơn hôm qua. Đấy, đây là vải Thanh Hà nhà em nó như thế này nhưng mà giá nó không được như hôm qua rồi. Đấy cả nhà nhá, đấy giá nó không được như hôm qua. Thì mai em sẽ bẻ có lại, em sẽ đi chọn cái bẻ có lại xấu nhá cả nhà nhá. Em sẽ đi bẻ Thanh Hà xấu. Nó nhà em có cái xấu và cái đẹp nhá. Nó sẽ em đi mót cái xấu đi bán trước. Đấy, em sẽ để cái đẹp này độ tầm 1-2 hôm em mới bán nhá. Đấy. Quả to. Mã nó không xuống này. Đấy cả nhà nhá. Mã tự nhiên nhá, không xuống nhá. Nhưng mà đi bán là càng ngày nó càng tụt. Đấy. Bán càng ngày càng tụt thôi. 28 xong lại 26 lại 24 lại 20, đấy cứ tụt dần. Đấy cả nhà nhá. Mai em sẽ đi lựa là bẻ những cái hàng nó xấu hơn. Em sẽ những cái hàng đẹp là em không bẻ. Nói chung là cái hàng xấu ấy, nó rơi vào cái vườn của em ấy nó có ít cả nhà nhá. Không có nhiều. Đấy. Ví dụ đi mót đấy, những cái cây nào mà nó sai lưa thưa đấy thì là hàng xấu nhá. Còn những cái cây mà nó sai đều là toàn hàng đẹp thôi. Đấy, vải của nhà em nó toàn hàng đẹp thôi. Hàng xấu nó rất ít. Của em năm nay là nó rơi vào khoảng độ tầm 4 tấn Thanh Hà. Thanh Hà nhà em ấy nó rơi vào khoảng 4 tấn. Mà trong khi đó thì chắc chỉ rơi vào khoảng độ tầm 4 tạ các loại hàng nó xấu, tầm đấy 2 sọt thôi. Đấy. Hôm nọ em bán một sọt rồi. Em bán một sọt là nó 12.000 à 13.000. Hôm nọ em bán một sọt thỏ xấu 13.000 nhá. Đấy. Đây là toàn hàng đẹp nhá cả nhà nhá. Đấy, ở đây thì không có cây nào xấu. Đấy cả nhà nhá. Không có cái loại xấu kia.
Đấy, cái video hôm nọ em quay cho cả nhà ấy, thì là em bẻ những cái cây vải bói đấy. Đấy cả nhà nhá. Hôm nọ em bẻ cây vải bói ấy đi bán là 13. Đấy. Đây nó toàn hàng đẹp nhiều nhá cả nhà nhá. Đấy. Em mai em sẽ bán. Đấy hàng xấu nó chỉ quả nó chỉ như vậy thôi. Nó chỉ như vậy thôi nhá. Đấy, nó không to đẹp đâu. Nó vẫn như quả này này, đấy hàng xấu nó như mấy quả này đẹp hơn. Đấy nó cái quả như quả này này, đấy nhá cả nhà nhá. Đấy Thanh Hà nhất rất đẹp, nhưng mà bán giá càng ngày càng xuống thì em sẽ quyết định em sẽ dừng mai một ngày em đi bán có lại hàng xấu hơn, và ngày kia em sẽ bán vải ngọt nhá, em sẽ bán một thô vải ngọt. Đấy cả nhà nhá, quả to thế này cơ mà đi bán thì giá họ có cửa họ vẫn lấy cao, nhưng mà mấy cửa họ đánh đồng giá như vậy thì mình sẽ nghỉ nhá cả nhà nhá. Đấy mình sẽ bán cái hàng xấu hơn. Đấy, em lên em quay cho cả nhà thăm cái vườn của em như vậy thôi. Quả là cây não cũng như nhau nhá cả nhà nhá, không có cây quả kẹ lắm đâu. Trừ mình đi mót những cái cây mà không sai ấy, thì nó mới kẹ thôi. Đấy cả nhà nhá. Rồi em chào cả nhà nhá. Cả nhà vào xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhá. Đấy. Xong là sang năm lấy lộc này, chuẩn bị lấy hết vụ này, lấy lộc này, tỉa lấy lộc đâu vào đấy, sang năm mà mình lại trao rồi học hỏi kinh nghiệm làm vườn nhá. Rồi em chào cả nhà.